bọn mình sẽ đến công viên Safari. Yeah, công viên Safari. Ok, đà điểu, sư tử, rùa. Nhìn kìa, con đà điểu đầu tiên. Hey. Đà điểu ơi, bạn có đói không? Không. Có thể là nó không thích táo. Bạn có muốn ăn táo không? Ăn gì? Ồ, bạn thích táo rồi. Táo cho đà điểu. Đà điểu ơi. Cửa sổ của ta. Hôm nay bạn có khỏe không? Con có muốn ăn táo không? Cảm ơn ba. Đây là táo cho Vlad. Cảm ơn đà điểu nhiều. Tạm biệt, ngày mới vui vẻ. Kìa, kiểu như là tôi muốn sống như thế này. Kiểu chào giống như một này, vị vua. Đến đây nào. Nhìn kìa mẹ ơi, có nhiều hươu cao cổ quá. Xin chào. Hello. Một con hươu cao cổ to lớn. Em có thích động vật không? Có chứ. Chúng ta sẽ lái xe tiếp và nhìn xung quanh. Nhìn xem có nhiều động vật ghê. Wow. Con rùa này thật lớn. Xin chào bạn, khủng long. Run. Hey, ngựa đi đâu đó? Nhìn kìa, con thấy ba con tê giác. Wow. Tuyệt vời. Tuyệt vời, wow. Nhìn kìa con trai, đó là những con nai. Wow, dễ thương quá. Chúng đang ăn kìa. Ăn ngon miệng nha. Cảm ơn rất nhiều. Wow, dễ thương quá. Nikki, hãy tìm những con sư tử đi. Con thích sư tử không? Không. Con, wow. Con thích chúng. Còn con? Dạ con thích. Những con sư tử đó thật đẹp, thật mạnh mẽ. Wow, vị vua thật sự. Sư tử là vua của các loài động vật. Goodbye. Công viên Safari sắp đóng cửa rồi. Yeah. Hãy nói bye bye với các động vật đi nào. Bye. Bye bye. Tạm biệt nha. Tạm biệt các loài động vật. Tạm biệt đà điểu. Bye bye. Bye.